Ngày 13 tháng 9 tại huyện Mường La, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực kiến thức trợ giúp pháp lý cho công chức cấp xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người có liên quan tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Mường La năm 2024. Dự hội nghị trên 150 đại biểu là công chức cấp xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người có liên quan tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Mường La đã được học tập nghiên cứu về các thông tư của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Thông tư liên tịch số 10/2018 về chương trình phối hợp trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự, chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời cùng trao đổi thảo luận các tình huống pháp luật, vụ việc trợ giúp pháp lý thành công và được giải đáp những thắc mắc trong thực tiễn, thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý. Với những kiến thức được cập nhật tại hội nghị tập huấn, công chức cấp xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người có liên quan tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Mường La sẽ là người trực tiếp hướng dẫn giải thích về trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được thụ hưởng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí.